Con à? Không. Tao giả à? Để cho tao nói không? Cái con chim vàng anh đó đó, mẹ đã giặt lông mèo cho nó ăn rồi. Hả? Không, mẹ lộn. Mẹ đã giặt lông nó cho mèo ăn rồi. Mẹ giết vàng anh? Ừ. Chết rồi, hoàng tử sẽ đi tìm vàng anh. Vàng anh của ta đâu? Vàng anh của ta đâu rồi? Hoàng tử sẽ gặp con. À! Thiếp chào hoàng tử. Có hoàng tử, mẹ thiếp đã giết chết vàng anh rồi chứ không phải là thiếp. Ờ vậy thôi đem bả đi chém đi. À! À! Rụng đầu. Ủa vậy rồi ai chết? Mẹ chết. Ê! Trời ơi, tại sao lại khai mẹ ra? Tránh xa tôi ra, người đàn bà sát nhân. Con điên. Tôi giết người hồi nào mà kêu tôi sát nhân? Quên, người đàn bà sát thú. Trời ơi, trời ơi, mày đừng có đi kiếm bỏ mẹ ơi. Trời ơi, mẹ ơi, mà tự nhiên cái vàng anh mà tự kiếm mẹ đó. Tự kiếm đầu mẹ là cái gì vậy? Con đi tìm thấy con. Có hai má con mà la rần nguyên một góc rừng vậy. Mệt chưa? Mệt. Mệt là sao? Xỉu. Cái gì vậy? Lạ trước kia. Làm gì mà giữa đêm khuya thanh vắng? Cái gì mà sân sân sổ sổ mà sầm sập trong không khu rừng xì xào sầm sạp này? Lạ chứ kìa, sao giữa khu rừng rậm rạp lại hiện ra nguyên một con ruồi? Bà đó. Ê người ruồi kia, bà có biết ta là ai không? Ta không cần biết cô là ai. Nội cái thái độ của cô khi nói chuyện với người lớn tuổi hơn mình mà không khoanh tay dạ thưa chào hỏi, mà còn ê này ê nọ. Con nít mình như vậy là phải nít hổ không mấy cháu? Đó thấy không, các cháu nó trả lời dạ phải, nghe nó lịch sự, nó lễ phép ghê không. Ta biết ngay cô là một đứa bé không được dạy dỗ tốt. Anh vậy là bà chửi em á phải không? Đúng rồi, bà nói nhà bà mất dạy á. Trời ơi, xúc phạm mẹ ta. Ta xin tự giới thiệu, ta là Cám, vợ của hoàng tử. Thèn. Còn ta là mẹ Cám, mẹ vợ của hoàng tử. Thèn. Trong khi đường ta là một nữ quan và cũng là phù thủy nơi đây. Ôi ở đó mà ớt sờ với ít xì. Ôi trời ơi, tưởng các ngươi là vợ của vua thì còn ngang hàng với ta. Đằng này vợ của con vua là một đẳng cấp thấp hơn ta rồi. Cám à? Ừ. Mẹ Cám à? Ừ. Toàn là cái đồ heo ăn không à? Ta biến một cái thành cám lợn bây giờ. Hay. Thôi chết, ta có làm lộn phép không vậy thần gương? Ta định biến nó thành cám lợn mà sao tự nhiên nó thành hai bức tượng phụ nữ hai miền vậy? Ngồi đó. Sao nó nhúc nhích? Mẹ, ta tưởng ba biến phép được mẹ con mình đó mẹ. Ta làm lộn phép thôi, bây giờ ta làm lại. Ta sẽ đẩy hai mẹ con các ngươi văng ra ngoài biển Đông. Hey! À! Tới biển Đông rồi. Quay lại quánh nó. Để ta hội ý nội bộ. Thần gương sao kỳ vậy? Sao phép của ta mất tiêu rồi? Nè, lạc vô khu rừng cổ tích á. Tất cả các nhân vật ác không thể sử dụng phép với nhau. Rồi sao thắng nó? Giọng đánh lộn không? Ừ. Nhào qua đánh tay đôi. Vậy đi. Đâu được, ta là hoàng hậu mà ai đi đánh lộn tay đôi, nó mất cái sĩ diện ta hết. Chứ giờ sao? Hồi nãy phép của ta làm cho ba mẹ con lọ lem lăn đùng ra mà. Không dám đâu, hồi nãy nó mệt quá nó lăn đùng ra đó chứ bà làm mà nào. Thôi không, ta không tin được. Em nói thiệt mà, trời ơi, đừng. Nó không có được mà, trời ơi, có lì giờ đi ha. Đó, nó nhào qua nó đánh tập 2 cho coi nè nha. Đúng rồi đó anh, quánh tập 2. Trời ơi, ôi, tôi bẻ giọt. Con mén này đi qua đây. Trời ơi, nó dữ dễ sao. Con nít mà đánh người lớn hổn hào. Mẹ ơi, đánh con kìa mẹ. Hai người mà đi ăn hiếp một người đó thấy không?
thấy không? Đánh bả thương tật 89% mà, thấy chưa? Thấy chưa? Bả đó là dì ghẻ của nàng Bạch Tuyết, đang đi tìm nàng Bạch Tuyết để hãm hại. Còn đây, đây chắc là dì ghẻ của nàng Tắm, đúng không? Cũng đang đi tìm nàng Tắm hãm hại chứ gì. À, hai bên đều ác giống nhau, tại sao không tay bắt mặt mừng mà đánh lộn gây lộn tưng bừng rần 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 á? Ông mới rần rần đó, lùi xuống. Dạ biết. Sao? Ở bên kia là mẹ ghẻ bà Tuyết đúng không? Dạ đúng rồi đó chị. Tìm bà Tuyết để hại đúng không? Dạ đúng rồi đó chị. Rồi hại được chưa? Em biết hỏi bà đi chị. Trời ơi. Em chưa có tìm được con em hại em có được. Mà em hại con em cho em có đụng tới con chị. Chuyện ừ, này rồi. Nè, cũng phận mẹ ghẻ như nhau, cũng đi hại con chồng như nhau. Nhưng mà tôi đó, tôi hại cái con Tắm á, tao nó chết lên chết xuống, nó đầu thai tới đầu thai lui mấy kiếp rồi đó. Mẹ mẹ mẹ, kiếp người nè, kiếp diêm nè, bây giờ chắc thành cây cỏ vậy mẹ ha. Nói vậy, dì ghẻ trong chuyện cổ tích bên xứ chị nó cao tay ấn hơn bên xứ em á. Chứ sao? Em người rồi, em làm ơn bay qua bên đây cho chị. Trời ơi, một cái mặt tôi giống con ruồi đứng sao trời. Không phải cái mặt không, mà nguyên một bộ đồ luôn đó. Chị ơi, trang phục em là trang phục hoàng hậu đó chị. Thấy ghê. Mẹ con tôi lỡ đường đi ngang cái khu rừng này, ta nói không đốn sạch cây ở trong rừng, không giết chết cọp, không bóp cổ voi, không chém đầu mãng xà, không cào nát mặt con chằn tinh, là may lắm rồi. Tôi không có biết em ở đâu á, em làm hoàng hậu hay là đầu gấu gì đó tôi, nhưng mà về tới đây phải biết mẹ con tôi á là đại bàng. Hey! Bà làm gì vậy? Dạ em là chim sâu. Chim ruồi, chim ruồi. Bà sợ rồi đó con. Dạ. Đây. Bay lên đón mặt trời, đại bàng con hay vút cao qua núi trời. Quay lại, dằn mặt nó xong rồi mẹ con mình song ca tiếp. Dạ. Hoàng hậu như ta mà phải bó tay trước mẹ con của một phường dân giả là sao thần gương? Sao cái gì? Đã nói là lạc vô khu rừng cổ tích á là không có dùng phép được. Ở cả... đó mà dùng phép hoài. Ngay cả cái trái táo đó ta hại của mà tiếc tôi cũng bị cướp đoạt rồi, ta không còn gì hết trơn. Thôi đừng có khóc lóc nữa, bây giờ chị không có trái táo thì kiếm trái khác đi. Đâu được, chuyện của chị là trái táo là phải đúng trái táo, đâu có lấy cái gì khác được. Giờ đây chị không có trái táo. Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Thần gương, có ngửi thấy mùi thơm không? Một mùi thơm rất dễ chịu lan tỏa quanh đây. Nhìn kìa. Ồ, từ trên cao có một trái gì rất to vàng tươi, có lẽ mùi thơm nó toát ra từ cái trái này. Cây này là cây gì? Dạ cây thị. Hả, cây gì mấy cháu? Dạ cây thị. Cây thị nghe lạ quá, cây thị trong chuyện nào? Tấm cả. Ôi sao cái gì mấy cháu cũng biết hết trơn hết trụi á, tao không có biết. Ôi chị ơi, bây giờ mình hái cái trái này mình thế vô trái táo được á? Đâu được, chuyện của ta là trái táo, làm sao mà ta lấy trái thị mà ta thế cho trái táo được. Trời ơi, nhưng mà bây giờ không có trái táo chị lấy trái thị đỡ đi. Cao quá à, lấy không có tới. Chị bay lên. Trời thần gãy rồi. Em nhớ rồi. Em nhớ rồi, hình như muốn trái thị này rớt xuống á, có câu thần chú gì á. Thần chú? Hỏi đi. Các cháu ơi, các cháu có đọc truyện Tấm Cám, các cháu có biết có cái câu nào mà đọc cho trái thị nó rớt xuống không? Dạ biết. Sao mà giơ tay lắc dữ vậy? Cháu nào biết, đọc giùm cho ta nghe đi, ta thương mà. 2, 3. Thị ơi, bị bà. Bà để bà ngự chữ bà không ăn. Cảm ơn nhiều. Các cháu thiệt là tốt bụng. Rồi thuộc rồi, giờ sao? Lấy cái bị. Không có bị. Không có bị. À.